Vâng, thưa quý vị, vào ngày 18 tháng 11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức chấp thuận cho phép triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ, gọi tắt đó là Mobile Money, cho hai đơn vị viễn thông lớn của Việt Nam, đó là VNPT và Mobifone. Như vậy là bên cạnh các hình thức thanh toán trực tuyến như là quẹt thẻ, Internet Banking hay là Mobile Banking, hay là ví điện tử, thì tại Việt Nam đã có thêm một hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đem lại nhiều tiện ích cho người dân. Dịch vụ Mobile Money là hình thức khách hàng dùng tài khoản viễn thông để thực hiện nhiều giao dịch khác nhau như thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, chuyển tiền, nạp rút tiền trực tiếp tại các hệ thống cửa hàng, điểm giao dịch của các nhà mạng mà không yêu cầu phải có tài khoản ngân hàng, không yêu cầu phải sử dụng smartphone, không cần kết nối Internet. Với dịch vụ Mobile Money thì VNPT mong muốn được làm thu hẹp các khoảng cách số về tài chính, giúp cho người dân trên mọi vùng miền của Tổ quốc có thể thực hiện được các dịch vụ tài chính vừa hiện đại và đơn giản. Theo VNPT, dịch vụ Mobile Money sẽ góp phần đưa dịch vụ thanh toán điện tử có thể tiếp cận đến 100% người dân, đặc biệt với những người ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, điều mà các dịch vụ ngân hàng truyền thống, ví điện tử chưa làm được. Hai nhà mạng đầu tiên được cấp phép thí điểm đã chính thức cung cấp dịch vụ Mobile Money cho những khách hàng có đủ điều kiện. Về mặt quan điểm tiếp cận thì chúng tôi cũng mong muốn và cũng tập trung nỗ lực cố gắng để đảm bảo cung cấp cho đúng những cái đối tượng khách hàng được thực hiện ưu tiên trong đề án này. Đó là gì? Đó là những khu vực mà ở vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi, rồi hải đảo, nơi mà khách hàng chưa có điều kiện tiếp cận trực tiếp với hệ thống tài chính ngân hàng chính thức. Chúng tôi nghĩ là cái dịch vụ này sẽ phát triển được và sẽ có thể là đáp ứng được những cái yêu cầu, nhu cầu về thanh toán không dùng tiền mặt. Khi xây dựng cái đề án thí điểm thì Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin, Bộ Công an cũng như các bộ ngành thì rất quan tâm đến cái việc bảo mật cũng như là an toàn thông tin rồi là dữ liệu của người tiêu dùng. Mobile Money sẽ thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt theo đúng định hướng của chính phủ, phát triển thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện mọi mặt của xã hội. Thưa quý vị, VNPT là một trong hai nhà mạng đầu tiên được cấp phép triển khai thí điểm dịch vụ tiền di động Mobile Money tại Việt Nam. Và tính đến thời điểm này, nhà mạng Vinaphone cũng đã sẵn sàng đầy đủ cơ sở hạ tầng để khách hàng có thể trải nghiệm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt mới này. Theo nhà mạng Vinaphone, từ thời điểm này, để sử dụng dịch vụ thanh toán bằng Mobile Money, các thuê bao Vinaphone chỉ cần đăng ký dịch vụ là có thể nạp, rút tiền, thanh toán tiêu dùng nhỏ lẻ, thanh toán trực tuyến và chuyển tiền bằng tài khoản Mobile Money. Hơn nữa, khách hàng có thể đến các điểm kinh doanh Mobile Money của VNPT và đối tác trên toàn quốc để nạp rút tiền, thanh toán trực tuyến, thanh toán qua mã QR mà không cần đến tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể sử dụng thanh toán Mobile Money trên ứng dụng ví điện tử VNPT Pay hoặc có thể sử dụng qua tin nhắn điện thoại ngay cả khi không có 3G, 4G. Việc chuyển tiền cũng dễ dàng khi chỉ cần nhớ số điện thoại của người nhận, có thể chuyển tiền qua lại tới mọi tài khoản ngân hàng và hàng triệu tài khoản ví điện tử VNPT Pay. Hiện tại là trong những năm gần đây thì các nhà mạng đã thực hiện các cái chủ trương liên quan đến việc là định danh khách hàng để chuẩn hóa các thông tin thuê bao SIM. Vậy thì với Mobile Money thì theo hai thông tin này sẽ được đồng bộ. Một tài khoản Mobile Money sẽ ứng với một tài khoản thuê bao SIM chính chủ. Và khi hai thông tin đồng nhất thì khách hàng hoàn toàn thể sử dụng Mobile Money một cách nhanh chóng nhất trong cái việc là đăng ký tài khoản. Được biết, tài khoản Mobile Money của VNPT được quản lý trên các hệ thống hạ tầng kỹ thuật an toàn, đạt các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế như PCI, DSS. Tiền trong tài khoản Mobile Money cũng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đảm bảo bằng các quy định như đối với tài khoản ngân hàng. Hiện tại là trong những năm gần đây thì các nhà mạng đã thực hiện các cái chủ trương liên quan đến việc là định danh khách hàng để chuẩn hóa các thông tin thuê bao SIM. Vậy thì với Mobile Money thì theo hai thông tin này sẽ được đồng bộ. Một tài khoản Mobile Money sẽ ứng với một tài khoản thuê bao SIM chính chủ. Và khi hai thông tin đồng nhất thì khách hàng hoàn toàn thể sử dụng Mobile Money một cách nhanh chóng nhất trong cái việc là đăng ký tài khoản. Hệ thống của chúng tôi là đã xây dựng một mạng lõi mà chúng ta vẫn nói là nó giống như một hệ thống core banking của các tổ chức ngân hàng và tài chính. Và hệ thống chúng tôi có những hệ thống truy vết được gian lận nếu có. Và có thể nói là Mobile Money hiện nay là một trong những dịch vụ tài chính có sự đảm bảo về mặt công nghệ, đặc biệt là công nghệ bảo mật và công nghệ kết nối. Và tài khoản Mobile Money của VNPT thì được quản lý trên các hệ thống hạ tầng kỹ thuật an toàn, đạt các tiêu chuẩn về bảo mật quốc tế
như PCI, DFS. Và tiền trong tài khoản của Mobile Money cũng được ngân hàng nhà nước đảm bảo bằng các quy định như đối với các tài khoản ngân hàng. Vốn luôn đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số kinh tế xã hội của đất nước thông qua các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin, VNPT tiếp tục đóng góp vào việc kết nối thu hẹp khoảng cách số về tài chính, tạo cơ hội cho tất cả mọi người, mọi cộng đồng được tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại và đơn giản, đi cùng xu hướng của thế giới thông qua Mobile Money. Thưa quý vị, theo lộ trình mới được Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang điều chỉnh, việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc sử dụng hộ chiếu vaccine sẽ ứng dụng một số giải pháp công nghệ để hỗ trợ công tác quản lý xuất nhập cảnh, kiểm soát dịch bệnh. Theo đó, doanh nghiệp có thể gửi văn bản đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh và nhận kết quả giao dịch điện tử tại cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh tại địa chỉ immigration.gov.vn. Văn bản trả lời có mã QR chứa đường link để tải ứng dụng iGovVN do Bộ Công an xây dựng nếu chấp thuận. Cũng theo hướng dẫn, khi nhập cảnh, khách quốc tế sẽ được tiến hành sàng lọc sức khỏe tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, bao gồm đo nhiệt độ và cài đặt các ứng dụng iGovVN hay là PC COVID. Du khách được yêu cầu sử dụng các ứng dụng này trong suốt quá trình tham gia chương trình du lịch tại Việt Nam. Theo thông tin từ các nhà bán lẻ trong nước, các dòng tai nghe AirPods mới của Apple phân phối chính hãng tại Việt Nam sẽ không còn có mã VNA. Cụ thể, tai nghe không dây AirPods 3 sẽ có mã sản phẩm là MME73ZP-A. Trong khi đó, AirPods Pro với hộp đựng hỗ trợ sạc 500 Mark Shape có mã mới là MLWK3ZP-A. Việc các dòng tai nghe mới của Apple tại Việt Nam có mã ZP-A chứng tỏ sản phẩm ban đầu được sản xuất dành cho thị trường Singapore. Nguyên nhân của thay đổi này được cho là Apple đang thiếu mặt hàng phụ kiện. Do đó, công ty hiện ưu tiên sản xuất thiết bị dưới một mã chung để phân phối cho nhiều thị trường. Cũng liên quan tới tập đoàn công nghệ Apple nhưng là một lĩnh vực chiến lược mới mẻ, đó là xe điện. Vâng, Apple đang thúc đẩy việc ra mắt xe điện của mình trong dự án Titan mới nhất vào đầu năm 2025 và tái tập trung vào dự án sản xuất xe có khả năng tự hành hoàn toàn. Được biết, xe điện của Apple sẽ không có vô lăng và bàn đạp và nội thất sẽ được thiết kế để phục vụ lái xe tự hành. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì vẫn còn nhiều thông tin hoài nghi về vấn đề thời điểm ra mắt xe điện của Apple và thậm chí ngay cả các tiến độ gần đây liên quan đến hệ thống tự hành cơ bản, chip xử lý và các cảm biến tiên tiến. Chuỗi cửa hàng cà phê toàn cầu Starbucks vừa bắt tay với Amazon Go để mở một cửa hàng cà phê không thu ngân đầu tiên ở thành phố New York của Mỹ. Địa điểm mới này sẽ kết hợp tính năng đặt hàng trước của ứng dụng Starbucks với công nghệ đó là Just Walk Out của Amazon. Điểm đặc biệt của cửa hàng này sẽ là không có nhân viên thu ngân và khách hàng sẽ đặt hàng trước qua ứng dụng Starbucks trên thiết bị di động, sau đó chỉ cần đến quầy để nhận đồ uống. Bên cạnh đó thì khách hàng cũng sẽ phải sử dụng mã trong cửa hàng từ ứng dụng của Amazon, cắm thẻ tín dụng hoặc là chỉ cần lòng bàn tay nếu họ đã đăng ký với Amazon One. Những nguy cơ tiềm ẩn trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử hay là Vivo Việt Nam ra mắt V23e nâng cao trải nghiệm nhiếp ảnh di động là các thông tin nổi bật tiếp nối Tech News. Vivo Việt Nam vừa chính thức ra mắt V23e, dòng điện thoại selfie sở hữu camera trước khủng nhất hiện nay 50 megapixel. Điện thoại V23 của Vivo kết hợp giữa camera trước dẫn đầu thị trường và những cải tiến hiện đại trong chức năng tự lấy nét, các chế độ chụp chân dung tự nhiên bao gồm selfie siêu chụp đêm AI và chân dung đa phong cách. Điện thoại V23e mới cực kỳ mỏng nhẹ với độ dày chỉ 7,36mm. Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên ra mắt chính thức sản phẩm V23e thuộc dòng V-Series của Vivo. Sản phẩm được bán với mức giá dự kiến là 8 triệu 490 nghìn đồng và khách hàng có thể đặt trước từ ngày 18 đến 24 tháng 11 năm 2021 để được hưởng nhiều ưu đãi. Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt cổng thông tin điện tử của dự án Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024. Đây là dự án được trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện với mục đích hỗ trợ sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, hòa nhập với sự phát triển của báo chí thế giới. Cổng thông tin điện tử của dự án ra đời sẽ là kênh kết nối, trao đổi và chia sẻ thông tin giữa những người làm báo. Cũng tại buổi lễ này, ban tổ chức đã giới thiệu hai cuốn sách có tựa đề Nhà báo liêm chính, nghĩa vụ và trách nhiệm trong kỷ nguyên số và Người làm báo, trí tuệ nhân tạo và tương lai của báo chí.
Theo thống kê, tính từ đầu năm 2021 đến nay, các hành vi gian lận và trộm cắp trên nền tảng tài chính phi tập trung đã ảnh hưởng lớn tới số tài sản có tổng giá trị lên tới 10,5 tỷ USD. Qua đó phản ánh những nguy cơ tiềm ẩn trong giao dịch tiền điện tử, lĩnh vực đang nở rộ trong thời gian gần đây. Không chỉ các vụ phạm tội mà các vụ lừa đảo cũng xảy ra khá phổ biến trên các nền tảng này. Để trấn an người dùng, các nền tảng tài chính phi tập trung lớn thường cam kết thực hiện nhiều biện pháp để tăng cường bảo mật, như thuê các công ty ngoài đánh giá các mã cốt để sớm phát hiện những lỗ hổng và củng cố bảo mật các thông tin như mật khẩu và chìa khóa đăng nhập ví điện tử của người dùng.